Dạ vâng, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 8 km quý anh chị nhé. Trên trục đường hôm nay Biển Xanh đang chạy chính là con đường gần ngay bên công viên thời gian, công viên đồng hồ đó quý anh chị nhé. Đây chính là công viên thời gian. Và cái sản phẩm hôm nay Biển Xanh giới thiệu là một lô đất 4 x 18 72m2 nằm ngay gần với công viên thời gian đó quý anh chị. Xin mời quý anh chị cùng đi theo Biển Xanh để mình tới tham quan lô đất nhé. Lô đất hôm nay Biển Xanh giới thiệu là hướng Tây đó quý anh chị nhé. Vị trí cũng khá là đẹp. Mình đã tới lô đất rồi. Lô đất này là hướng Tây, nằm ngay kế bên công viên thời gian, hay còn gọi là công viên đồng hồ. Đường trước đất là đường nhựa rộng 12m thông quý anh chị. Vị trí của lô đất mình đã tới rồi quý anh chị nhé. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy, cái lô này khá là đẹp đó quý anh chị. Tính từ hai cái cọc bê tông đó đo ngang nhau là 4, và dài sâu đụng với cái tường của nhà phía dưới là 18 72m2. Đất thổ cư 100% sổ hồng riêng đó quý anh chị. Phía trước mình chính là công viên thời gian. Khu vực này thì vô cùng là đông đúc, nhà đã xây dựng và ở rồi quý anh chị nhé. Nhà một lầu, hai lầu, rất là nhiều luôn. Nhà xây rất là đông đúc. Và cái lô này thì có giá là 770 triệu bao sang tên công chứng. Lô đất hướng Tây, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Về vấn đề pháp lý thì mình không có phải lăn tăn lo lắng. Quý anh chị mình rất là yên tâm nhé. Bởi cái lô này thì sổ hồng riêng. Giá chỉ có 770 triệu thôi là mình sở hữu ngay một lô đất 72m2 nằm ngay kế bên công viên đồng hồ. Khu vực rất là đông nhà xây dựng quý anh chị nhé. Còn phía trước kia thì chính là khu vực mở rộng. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí và giá của lô đất này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh là một nơi đáng sống, đáng sở hữu, đáng để đầu tư. Bởi vì khu này mới hình thành chỉ có 3 năm thôi nhưng mà hạ tầng đã hoàn thiện 100%. Có rất là nhiều dự án đã 3 năm nhưng mà cũng chưa có lên hạ tầng gì, chưa có dân sinh về gì về ở. Nhưng ngược lại thì khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh là một dự án trọng điểm, một dự án tâm huyết của công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Cát Tường. Chính vì thế mà khu này hạ tầng hoàn thiện 100%, nước máy, đèn đường, camera an ninh, dân sinh về ở cũng đã rất là đông. Kể từ khi mở bán tới nay mới chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà cái khu vực này cũng được thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư và thu hút dân sinh về đây quý anh chị nhé. Lô đất này là ngang 4 và dài sâu xuống phía dưới là 18. Giá chỉ có 770 triệu. Alo em nghe. Anh đang ngoài cổng rồi đúng không? Rồi ok, để em chạy ra. Biển Xanh xin được nhắc lại, lô đất này có diện tích là ngang 4, dài 18, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, lô đất hướng Tây, nằm ngay kế bên công viên thời gian. Chạy thẳng là mình đi ra ngoài cổng chính luôn rồi quý anh chị nhé. Vị trí của lô này cũng khá là đắc địa, hướng của lô này là hướng Tây, giá chỉ có 770 triệu. Mình mua thì chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau đi lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu đầu tư với cái tầm tiền này và muốn an cư lập nghiệp hay là đầu tư thì cứ gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của Biển Xanh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.